giờ mình mở ra nha. Con cua chứ. Nó lộn nha.
Em không biết tay mình u mà. Trời ông nhỏ chưa? Ông vua là con này nè. Con này biết không? Cơ. Bây giờ mình sẽ ăn con bạch tuộc trước. Đây, con bạch tuộc đây.
cái đèn ra. Rồi mình đã giờ. Rồi bây giờ mình xem tiếp là con thỏ nha. Đây con thỏ đây. Ôi em mình cũng hay ăn thèm, em mình ăn con sư tử. Đi ăn. Rồi bây giờ sẽ ăn nha, ăn đây con thỏ nè. Bây giờ mình sẽ ăn tiếp theo là hình con cá nha. Ý, trời ơi em hình cá rồi uổng à. Ý còn biết mặt thường, còn biết mặt thường các bạn không? Ý trời xong luôn. Thôi bây giờ mình sẽ ăn con cá bên đây đi cho em một cái khác. Cá. Đây con cá đây nha. Rồi xem xuống cho nó đẹp nha. Đây phải gõ cho các bạn nó giống rồi nha. Rất là đẹp luôn các bạn nhìn nè. Rất là đẹp luôn. Em mình ăn, mình đang ăn con gì dạ? Em mình ăn con khỉ. Đúng rồi, các bạn thấy mình giỏi không? Rồi. Bây giờ cái nào mình ăn con sư tử nha. Ăn sư tử đây. Cái này dính vào một tí xíu này. Mình sẽ ăn tiếp con là một con mặt trục nha. Ăn con mặt trục này mình sẽ ăn cái dính dính cho con này. Bây giờ mình sẽ
Cái này. Quá cái cảm giác là đẹp luôn các bạn, mình lên cho các bạn coi nha. Đây kéo lên cho các bạn coi. Để mình ra lấy tay lên để chị ăn cho các bạn chơi. Đây. Đó, thấy đẹp không? Nó rất là đẹp luôn. À, đây cho bé một tay mượn. À, bây giờ mình sẽ ăn con. Bé một tay kén gì vậy? Sao mấy một ai đợi chúng một tỷ rồi nè. Thật ra ớt xuống nha, đẹp không ta? Anh biết đẹp không nữa? Các bạn thấy đẹp không? Đây là con mặt trụ của mình. Ây! Mình phá nè. Mặt trụ mặt trụ của mình nha. Ủa nó hết ăn con gì chị hai em cho. Quá con gì nè, chị hai sắp cho hôm nay nè. Ủa nó hết con gì. Gà. Chị hai em cho hôm nay con cá nha. Hôm nay thử anh hả? Anh ờ, chị hai em con gì vậy? Voi. Voi. Cái này là con sư tử, con voi con này nè. Ủa nó chị hai em con gì vậy? Voi. Voi hả? Voi. Rồi, khoan thấy mình giỏi không? Em sẽ ăn dâu nha. Cái tiền ăn cái dầu thì nó cái đâu cái mặt đầu gác nha. Ồ, gác mà anh lọc bơi. Em sẽ ăn một lần nhất chân. Rồi, nè, em ăn dâu nha. Wow. Ê, em mà làm nhận em luôn. Bỏ luôn rồi. Nhận em luôn. Tiếp bơi. Đi kỳ quá nè. Tiếp con này nữa hả? Bé hôm nay là làm tất cả hết trơn á. Bơi. Đây là con sư. Sư. Tử. Tử. Hai gom nha nhẹ. Ai lại chê đỡ gần bánh hết trơn á. Em mày cũng đang, em mày cũng đang ăn con cá. Ê, cho hai đỡ gần bánh, xui, xui. Cái này đẹp không? Cái này nó không đẹp bằng con trước á. Thôi thôi, mình sẽ đổi luôn nha. Con gái này hôm nay là không luôn. Chẳng biết hôm nay luôn. Chẳng biết. Thế là con sẽ tỉnh nha. Rồi. Cái hồi nãy ăn con gì vậy? Ủa? Cái này con gì? Nhìn kỹ. Cái này con gì? Cá. Bạn thấy em mình giỏi không? Bạn thơ, rửa tay. Ôi trời ơi. Ăn mấy hồi nãy luôn. Đó, mình sạch sữa rồi nha. Dạ. Mà thích nhất là con cua. Nhất là con cua với lại con. Này. Còn mấy con này mình nuốt cho anh. Em có mày ăn da rất là đẹp. Rồi, xin lỗi con sẽ tỉnh nha. Nãy giờ hai chị em mình cũng chơi lâu rồi. Tạm biệt các bạn nha. Bye bye.